Em chào mọi người ạ. Em xin giới thiệu đến mọi người một cây sen. Cây sen này là cây sen massage. Cây sen massage. Đây, cây sen massage đây. Ai thích massage thì mình nên sử dụng cây sen này nha. Này, cái cây này nó rất là nhiều chế độ. Đây, nước đây là trên xả xuống này nha. Rồi cái đây là vòi cầm tay ha. Đây. Cái đây massage ra này. Này massage thân này. Này, massage thân này, cái đây là xả xô này, cái cây này là màu vàng nha mọi người, cái cây này là phun sơn tĩnh điện màu vàng. Bên công ty em thì có ba màu, màu sơn tĩnh điện vàng, sơn tĩnh điện đen và một cái sơn tĩnh điện nữa là một sơn tĩnh điện màu bạc. Đây ạ, à, cây này nè, cái đây là nóng lạnh ạ, điều chỉnh nóng lạnh. Còn cái cục này là điều chỉnh những cái chế độ nước ở trên này ạ. À. Như là trên này nước bát sen, nước massage với lại nước tay cầm, nước xả xô. Đây, đó, cái cục này là điều chỉnh này. Cái này nó rất là nhiều chế độ nha anh chị. Rất là nhiều chế độ. Đây ạ, à, em sẽ size cho mọi người xem nè. Hiện tại có nhiều khách hàng người ta rất là chuộng cái cây này ạ. Tại vì cây này cũng là mẫu mới. Cây này là mẫu mới. Tại vì nó khác những cái cây kia là nó có cái massage toàn thân. Đó. Rồi, em cảm ơn anh chị đã xem bài nha.